Khoảng 10 giờ sáng qua, khi đang lưu thông trên đường thì chiếc ô tô 4 chỗ bốc cháy dữ dội. Thời gian trên, anh Phạm Văn Phùng, 46 tuổi, ngụ khu phố Trần Hưng Đạo, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, điều khiển xe ô tô 4 chỗ hiệu Kia, loại xe cũ, chở phía sau anh Diệp Văn Quang, 30 tuổi, lưu thông trên tuyến quốc lộ A, từ nhà đến gara ô tô tại xã Hưng Lộc để sửa chữa. Khi đến đoạn cách cầu vượt Dầu Giây hướng Long Khánh Biên Hòa khoảng 20m, thì anh Hùng phát hiện đầu cabin xe bốc khói, sau đó ngọn lửa bùng phát dữ dội. Cả hai người kịp thời ra khỏi xe. Nhận được tin báo, đội phòng cháy chữa cháy công an huyện Thống Nhất, công an thị trấn Dầu Giây đã có mặt để khống chế ngọn lửa. Rất may sự cố không gây thiệt hại về người, nhưng toàn bộ nội thất bên trong và một phần phía trước thân xe bị cháy rụi hoàn toàn.